cánh đồng lúa vàng cò bay thẳng cánh, yêu người dân cày quê mình chất phát hiền lương. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắp xóm thôn đẹp giàu. Hay lúa quen rồi cây ngày vượt qua sông gió, tư ít ba đời sẵn lòng chung sức cùng nhau. Về đây tình làng nghĩa xóm thiết tha, cùng chia gian khó với bà con quê mình. Cây cầu ước mơ năm tháng, lúa tôi mong muốn nông dân đón chờ, quyết chung sức cùng bà con dựng cây cầu mới, nông dân rất mừng. Mai này gió mưa nước lớn, trẻ con nô nức đua nhau tới trường, cây cài suốt mùa hàng sai, dân xây nhà máy khang trang nhất vùng. Lúa đời ớt thiệt mừng vui, tôi ca dòng cổ sướng vui anh cuộc đời. Nhái. Dạ. Con cầm mấy cái bịch này nè, con chào cái cặp đó đó, bảo đảm người ta mua mở hàng cho mình đó con. Thôi má ơi, không đi đâu. Tự nhiên đem lại đặng anh nói, trời ơi nhỏ này hot girl đẹp mà bán bánh tráng trộn. Hết nói con nổi rồi, lúc nào mở miệng ra cũng hot girl. Hốt rác á thì có chứ hốt girl cái gì. Con á lúc nào cũng hot girl hot boy á, kỳ cục à. Con nói má nghe nè, má nhìn ảnh đi, ảnh cao vậy, đẹp trai vậy á, mà giờ con lại con mời ảnh, lỡ sau này con với ảnh thành với nhau, cái anh nhìn con bằng cặp mắt gì. Tao nói mày hết nổi rồi, thôi ngồi đây đi, không đi thôi để tôi đi. Anh chị. Dạ. Dạ. Ăn bánh em, không anh chị? Ăn không? Mua đi ăn. Lấy cho em hai bịch đi chị. Dạ. Cảm ơn. Thì lấy bao nhiêu nè. Tiền vậy chị? Dạ cái này 20 ngàn. Thôi để em gửi cho. Tiền lẻ quá trời nè, để em gửi cho chị. Dạ cảm ơn chị. Chúc anh chị vui vẻ nha, cảm ơn nghe. Nhái. Dạ. Gì vậy má? Má nói con nghe, giá trị con người á không phải ở cái chỗ họ làm nghề gì, mà là cái tính cách, lời nói của mình á. Hồi nãy con nói như vậy, con không sợ má buồn hả? À. Má buông gánh bán bưng cũng được, hốt rác cũng được, miễn sao á, tí con được hạnh phúc. Chỉ mang mấy bịch bánh cho người ta thôi mà con cũng ngại nữa. Rồi cuộc đời con như vậy làm sao con làm chuyện lớn được hả Nhái? Con xin lỗi má, má đừng giận con. Giờ má hả, được đi học lại, con sẽ cố gắng học, cũng giống như mấy anh chị đó đó. Lúc đó con có kiến thức rồi, con không nói để cho má buồn nữa. Đúng vậy, nếu con thích á, thì bây giờ vẫn chưa muộn mà. Con vẫn có thể ôn thi đại học mà. Sao mà được má, nói nghe thì dễ lắm, lúc đó làm mất thời gian thêm chứ không được gì hết trơn. Nhưng bây giờ rốt cuộc là con muốn làm cái gì? Con làm riết bác không biết con muốn cái gì nữa. Lúc á thì con muốn làm ca sĩ, rồi lúc á thì con muốn lấy chồng thành phố, rồi có lúc bây giờ lại muốn trở thành sinh viên, rồi có lúc á con lại muốn làm đi thi siêu mẫu nữa. Trời má, ở đâu ra? Có nói đâu, má nghĩ sao vậy? Má nhục chết luôn á. Thì má tưởng tượng con cái gì mà con không dám làm. Bây giờ á, con phải xác định lại đi, là cuộc đời con muốn làm cái gì. Con nói tí má mới lo được cho con. Thí dụ như giờ con nói á, con muốn làm ca sĩ, tí má có đầu tư cho con không? Con à, con muốn làm ca sĩ á, trước tiên là con phải có giọng hát. Con nhìn lại con đi, con nói còn không ra hơi nữa, con hát hò cái gì. Vậy thôi, suy nghĩ lại,
con thấy kêu tía đầu tư cho con đi học lại có vẻ là hợp lý hơn là làm ca sĩ. Đó, nãy giờ má nghe con nói câu này là được nhất á. Nè, thôi được rồi, có gì về má lo cho con học hành nghe không? Dạ, con bán phụ má nha. Ừ. Để má đem dạ, đi mời. Đem hết luôn đi má. Dạ. Con đi hả? Con bán hết luôn. Ừ. Em mời anh chị, dạ, ăn bánh tráng không anh chị? À, mua gì bánh tráng mua nha. Đây, đây, đó. Dạ. Dạ thưa bà con, nấm xanh á là cái sản phẩm diệt sâu rầy, bảo vệ môi trường, nhà nông chúng ta rất là quan tâm. Bởi vì nó không ảnh hưởng tới sức khỏe, mà nó rẻ, mà dễ thực hành nữa. À, tốt. Đây là gạo, gạo này đã được ngâm 60 phút và để ráo nước. Cho 500 gram gạo vào túi ni lông, buộc kín lại, cho vào nồi mình hấp tiệt trùng, khoảng 100 độ C, thời gian là 120 phút. Hấp lâu vậy là mình phải mua túi ni lông chịu nhiệt phải không? Rồi hấp xong rồi mình phải làm sao nữa anh hai? Đúng vậy đó, phải dùng cái bao ni lông chịu nhiệt, hấp xong rồi đến cái bước nhân sinh khói nấm ở môi trường thứ cấp. Nhân sinh khói nấm ở trong môi trường là sao? Là sao? Đây, để tôi giải thích. Đây là không có khó đâu, là một lần là nhớ à. Sau khi hấp gạo xong, chúng ta đưa cái túi gạo vô cái phòng sạch thiệt sạch để mình giữ, rồi bịt đầu nút bằng bông gòn, rồi bóp cái gạo cho nó tơi ra. Lúc này là gạo thành cơm rồi nha. Rồi sau đó chúng ta mới đưa nó vô tủ để cấy nấm. Sau 2 tuần nấm nó phát triển thì chúng ta có thể dùng được rồi đó. Trước khi mình cho nấm xanh vào bịch, phải có cái miếng vải để mình lược ở trên cái bình xịt. Nếu sau 14 ngày mà chưa có rầy nâu thì mình chờ cứ thêm 7 hoặc 10 ngày nữa cũng được. Nhưng mà phải trộn cho nó đều, 3 ngày trộn một lần, để cho nấm xanh tiếp tục nó phát triển. Anh hai, mình xịt cái nấm xanh này vào thời tiết nào là tốt nhất hả anh hai? Nấm xanh á, chế vô trong nước, xịt trời nâu lúc trời mát là tốt nhất. Tới lúc mình xịt á, mình nhớ pha với cái chất bám dính á, cái đó nó bán đầy ngoài chợ á. Ủa, vậy mình phải phun bao nhiêu lần hả anh hai? Phun một lần khi mà ruộng lúa của mình từ 15 đến 20 ngày xạ. Một lần thôi nha bà. Như vậy đó là nấm nó mới phát triển. Vậy thì phun thêm bao nhiêu lần nữa hả chú hai? Nó cũng như thuốc trừ sâu rầy á, chúng ta phải phun nhiều lần tùy theo mức độ sâu rầy. Lần hai á là mình phun khi lúa 45 hoặc 50 ngày tuổi. Nếu mà rầy mà nó tăng cao á, khoảng 5.000 con một mét vuông á, thì mình phải cần tiếp tục phun thêm lần ba. Nhưng mà phun nhiều nhất á chỉ cần 3 đợt thôi nha. Mình muốn vừa tốt cho lúa, vừa tốt cho môi trường sống thì chúng ta cần phun vậy đó. Tôi rất là ủng hộ cái công nghệ là vừa bảo vệ môi trường xanh nè, vừa rẻ nè. Ủa gì rẻ hơn được bao nhiêu chú hai? Nấm xanh á, diệt rầy nâu á, chỉ tốn khoảng 10.000 đồng một công lúa. Đỡ quá ha. Trong khi mà mình sử dụng thuốc hóa học á là phải tốn 50.000. Hơn nữa cái nấm xanh nó làm cho rầy nâu chết lâu dài, với biểu hiện sau 4 ngày đầu rầy á nó chuyển sang màu trắng. Sau 6 ngày á thì con rầy nó chuyển sang màu xanh. Mình nên xịt nấm xanh lúc con rầy còn nhỏ. Nấm xanh ngoài diệt rầy nâu, nó còn diệt các cái loài sâu rầy mà ăn quả khác nữa. Theo cái quy trình này á, mỗi 1 hecta chúng ta chỉ cần tốn chừng khoảng chừng 50.000. Quả, mà hiệu quả rất là về lâu về dài.
Anh hai mới đi học về mà giống kỹ sư nông nghiệp quá ha. Tôi ghi chép cẩn thận lắm. Cái gì mà nó liên quan tới lúa là tôi ghi chép cẩn thận lắm. Bởi vì tôi tên lúa mà. Học nhanh lắm. À, con. Dạ chào anh. À, bán cho tôi 100 gram tổ yến. Dạ. Dạ, gửi anh. Bao nhiêu vậy? Dạ 3 triệu anh. Dạ. 1, 2, 3. Dạ cảm ơn. Không có chi. Cảm ơn. Dạ. Ai đó, vô đi. Ủa, chú ba. Dạ, chú ba. Bình. Ngồi đi chú. Ê cha. Sao vậy? Có chuyện nè. Chú đem gì lên tặng con hả? Tặng cho mày cái gì? Muốn chết luôn đây nè. Cái gì vậy chú? Yến giả. Cái này tổ yến mà. Giả. Mà sao chú biết giả? Mày nhìn đây nè, rồi tao chỉ cho mày phân biệt. Mắt thường không biết. Đi lông hả? Em có rành yến không? Em coi dùm anh cái này phải giả không? Thiệt hay giả vậy? Đồ giả đó anh. Giả hả? Giờ sao? Bây giờ con với chú đi tới chỗ đó điều tra coi sao. Đi. Em lấy cái cặp giùm anh. Ở đây làm việc nha. Trời ơi, thôi đi bà ơi. Tự nhiên bà lên đây cái bà buông gánh bán bưng kiểu này. Ở dưới quê mà người ta biết được là cười thúi mặt tôi à. Sao thấy được mà thấy. Tôi đi ra đường là tôi che kín mít mặt rồi. Ai thấy được đâu mà biết. Trời ơi, buôn bán mà che mặt làm như đi ăn trộm vậy trời. Thì phải vậy chứ bộ ông muốn người ta thấy hả? Chứ ông xài sắp hết tiền rồi. Đúng không? Trời, vẫn chơi hoài sao mà hết được. Coi vậy chứ giàu lắm à. Còn cái tiền bữa đặt cọc với thằng nhão á, thì cái miếng đất đó nói chung là nó bị giải tỏa, cho nên tôi thấy vậy thôi tôi bỏ. Có mất nhưng mà do Hùng với thằng nhão cho nên mất cũng ít, bà yên tâm. Đối với người ta là ít, nhưng đối với vợ chồng mình là lớn lắm ông biết không. Nhưng mà ý tôi nói là cái tiền xài ông cũng không còn nữa đúng không? Thì tôi với nhão mới mua miếng đất rất là lớn. Khu này dễ bán lắm. Trời ơi, giấy tờ chuyển nhượng mà xong không? Tôi bán một cái vèo. Không những mình ăn xài thoải mái mà tôi nói bà, tôi còn cất luôn một căn nhà ngon lành ở Sài Gòn này luôn. Ông cứ suốt ngày cứ cho tôi mộng mơ hoài. Chứ ai chẳng muốn sống sung sướng. Ai chẳng muốn được vậy. Nhưng mà bây giờ nè, trước mắt là không có tiền để ăn cơm nè. Thì tôi phải buôn gánh bán bưng để có tiền để lo chứ. Được nhiều hay nhiều. Sao bà muốn làm gì đó bà làm. Nhưng mà tôi nói trước nha. Tôi không phải là tôi ép bà là làm cực khổ buôn gánh bán bưng kiểu này nha. Mai mốt không có đổ thừa nha trục tân. Quỷ à. Cứ vậy hoài. Biết rồi. Bởi vậy tôi mới thương ông á. Chứ ông thấy hồi đó đó, lúc tôi còn con gái á, biết bao nhiêu người theo tôi mà tôi không chịu ai hết. Sống chết gì tôi cũng theo ông thôi à. Tôi nói đã là vợ chồng á, dù ông có sa sút cỡ nào á, tôi cũng phải đi theo ông thôi à.
Ông á là trụ cột của nhà, là cái tụt cái bách của tôi chứ bộ. Tại tôi đẹp trai bà mới khoái thử hết tôi. Quỷ à, đừng có nói nữa, cậu chết à. Tại tôi là trụ cột chứ gì. Thôi giỡn à. Lấy tôi cái nó coi. Ừ. Đây nè cục cưng. Ở nhà lo nhà cửa nghe. Tôi đi buôn bán đây, tôi đi đây. Trời ơi. Tội ghê, cái tướng này buôn gánh băng bừng không biết làm sao nữa. Trời đất ơi. Phải chỗ này không chú? Ở đó đó, tao mua ở đó đó. Dạ, tao dạ. Nghĩ cơ sở này là dạ, nó dạ. Sản xuất yến giả đó. Bây giờ mình vô nha. Chào anh. Chào. Ủa? Cậu, hai anh tới mua yến hả? À, không, tôi có hẹn với ông chủ của cậu. Ừ. Hẹn với ông chủ? Ủa, mà hai anh hẹn với ông chủ tôi mấy giờ? Rồi hai anh có biết tên của ông chủ tôi không? Cậu này kỳ không? Tên chủ cậu biết sao cậu hỏi tôi? Đương nhiên là tôi phải biết. Nhưng mà hai anh phải nói đúng tên của ông chủ tôi thì tôi mới cho vô gặp được. À thì à, là Năm Chiến. À, Năm Chiến, đúng anh rồi. Anh có hẹn là sáng nay làm việc với chúng tôi. Dạ. À, vậy thôi, mời hai anh vào. À, à. À, cảm ơn. Cho sở an toàn thực phẩm. Dạ con gọi rồi. Chú ơi, con lo quá. Bây giờ mình chưa có chứng cứ rõ ràng chú ơi. Shh. Dạ, chào anh chú, chào anh. Ờ, anh vui lòng cho tôi gặp anh Năm Chiến. Dạ, mời chú mời anh qua phòng kế bên. À, dạ. Chú Tư ơi, chú Tư ơi, chết rồi, chết rồi. Cái gì, cái gì vậy? Chết rồi. Cái gì chết? Ai chết? Con chết, chắc con chết quá. Mày chết đâu mà chết, mày còn đứng chần chừ một đống ở đây nè, chết cái gì? Bình tĩnh lại, từ từ có chuyện gì nói. Trời ơi chú ơi, cái miếng đất Bình Chánh giáp Nam Sài Gòn đó chú. Rồi sao? Giờ nó được bán cho một người khác nữa rồi. Bây giờ mình với người đó không biết ai cầm giấy tờ giả đó nè. Trời. Rồi sao mày biết? Thì hồi nãy con lên huyện á, thì con hỏi người ta, xin người ta giấy phép xây dựng. Ai nhè, người ta nói có người khác lên xin rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ tính sao? Thì bây giờ chỉ có tranh chấp thôi. Chắc là khó bán nhanh lắm chú. Chứ mất tiền á là không có mất đâu. Tại con biết á, nhà cửa của thằng cha bán đất mà. Chú sao vậy chú? Sao cái gì mà sao? Tao giờ tao thấy đom đóm không à, đâu thấy sao đâu. Chú bình tĩnh đi chú. Nhảo ơi nhảo. Mày làm sao mà để người ta lừa mình dễ dàng quá vậy nhảo? Còn cũng không biết nữa. Trời ơi, chết rồi. Ông Hai Lúa, dễ lắm hả? Giống như con nít, xuyên dữ ta. Ừ, dễ lắm, đẹp dữ à. Đẹp á. Công nhận cái món này hay ghê bà. Để tôi áp dụng thử cho bà con. Dễ làm mà hiệu quả ghê. Xịt mấy lần mà tiêu diệt rầy hết. Ừ, vậy không? Vậy là coi như là chuyến đi mà tìm thầy của ông á là thành công mỹ mãn rồi. Ừ. Nè, ông Hai Lúa. Dạ. Ừ, cái bà tiến sĩ đó, có đẹp không vậy? Cái bà đấy, ta chỉ quan tâm công nghệ diệt rầy nâu. Ai mà để ý bà cái xấu đẹp làm gì? Thiệt không? Ai biết đâu. Thấy ông ngưỡng mộ bà, khen bà rồi đưa bà lên tận trời mây xanh luôn. Ta giỏi, ta hay thì mình ngưỡng mộ ta chứ sao? Ừ. Bà sao gần để tôi thấy phát biểu linh tinh quá. Ừ.
Alo. Ủa, thím Năm, cái chuyện gì bình tĩnh từ từ nói. Chuyện gì vậy? Ôi cha. Trời. Ai vậy? Thím Năm Hồng. Sao hả? Thì ông Tết đó. Vợ chồng quánh lộn hả? Không có. Ông bị người ta lừa, mất hết trơn đất đai rồi. Bây giờ là uống rượu triền miên luôn. Thím Năm khổ lắm. Tụi nó thôi đi về quê đi. Ông xấu hổ, ông không chịu về. Ôi, đó cho nó chết là vừa rồi. Khùng. Ông. Ai vậy bà? Có khi nào là bà chủ nhà trọ tới thu tiền không ông? Thôi kệ đi. Thì ông cũng phải ra coi làm sao đi chứ. Thôi kệ ta đi. Chú ba đời với hai lúa nè. Mở cửa đi chú Tư ơi. Bác Hai. Ủa? Anh Hai với anh ba. Hay là anh Hai anh ba đến. Thấy mình khổ quá anh Hai anh ba đến giúp mình không ông? Chắc vậy quá. Trời ơi, lẹ đi. Tôi cũng chế chịu nó làm cái chuyện du lịch vô lý. Chứ bây giờ tự nhiên đi qua làm cho kiếm gạo là sao? Chú hộ ha. Không thích cho nó làm du lịch. Cho nó học cái ngành lên kia cho tốn công tốn sức. Yêu những cánh đồng lúa vàng, cò bay thẳng cánh. Yêu người dân cài quê mình, vất vát hiền lương. Về đây người tình ta làng nghĩa xóm thiết tha, cùng vui xây đắm sống đẹp và người đòi tình. Hay lũ quen rồi cây ngày kia đã qua sóng gió có ai ít ba đời sống chèo đò chung sức cùng nhau. Hay về quá, đây hay quá. Là nghĩa xóm thiết tha kia gian khó với bà con quê mình vậy. Xong là ta sĩ đi ổn quá hả. Cây cầu mở năm tháng lúa tuổi mong muốn dân đông đông là hay cả ngày chưa hết luôn đó. Quyết chung sức cùng bà con cây cầu mới nông dân rất mừng. Anh mà cấm nó làm cái nghề du lịch ở Sơn La này là gió mưa tức là anh chấp đối lại trẻ con nỗ lực đua nhau tới trường. Tôi chỉ muốn nói câu này với bà con thôi. Chúng là một con án không làm nổi mùa xuân. Nhưng xây nhà máy khăn trắng nhất dùng. Bên đó không thể nào tạo được cái không khí vui vẻ như ngày hôm nay. Lúa đời ớt tiệc mừng như xưa. Tôi ca dòng cổ chứng du dạch cuộc đời. Không ngờ mày làm cái xã mày cũng trông vào kinh nghèo hả mình. Chú Hai, chú nói hỏi cần giải thích cho mắc công. Giả chơi trên đầu chân khổ người khác, đừng giả chơi mình đi.